Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ review các bạn một con xe BMW mới, đó chính là con Bạo Chúa. Các bạn có thể mua nó trong phần tranh mua với giá 45.000 nha. Rồi vào tầm 60 ngày sẽ các bạn sẽ được sở hữu 60 ngày. Con Bạo Chúa này là chính là con bá thiên hổ trên PC các bạn. Bạn nào chơi trên Gimbit PC thì sẽ biết. Thì con Bạo Chúa này thì các bạn nhìn vào thông số của nó thì nó khá giống con Razor. Về phần đổi hướng chống đụng rất là mạnh luôn. Đặc biệt là phần đổi hướng rất là mạnh luôn. Ngoài ra nó còn có tuyệt chiêu nữa nè. Đổi hướng đường trường khá grip thì tốt. Và giảm mức giảm tốc độ khi đổi hướng. Ta sẽ coi vào phần nâng cấp của nó nha. Nhánh trái đi các bạn. Nhánh trái có tham mini boost rất nhiều luôn nè. Ngoài ra cộng tốc độ rất nhiều. Nhánh trái này, tham mini boost này các bạn, coi đi. 5% luôn. Có lẽ sẽ chọn nhánh trái để lấy một chút tốc độ, bởi vì nãy giờ mình có thời gian mini boost rất là nhiều rồi. Nên giữa có 2% tham mini boost, sức mạnh mini boost cũng ngon nè. Cũng khá, nhánh giữa cũng khá ngon á. Nhưng mà thôi mình lấy nhánh trái để lấy một chút tốc độ các bạn. Ok. Mình sẽ thử có tốc độ khi mình chọn nhánh này là bao nhiêu. Khi mình ăn theo kiểu này là cái thời gian mini boost rất là cao luôn. Mà tốc độ nó cũng ổn định nữa. Hai chín chín chấm bốn. Các bạn nên nếu mà có nâng cấp có năng về thời gian mini boost thì các bạn nên khiên các bạn nên năng. Rồi 56% thời gian đi boost nó rất là nhiều luôn á. Phần chuyển hướng của nó khá là ok các bạn. Nó mạnh như con khai hiền vậy á. Ok. Rồi giờ chúng ta sẽ đua và xem kỹ hơn vào cái con xe B này. Thành thị. Rất ít bạn mua con này, mình đua không thấy luôn á. Sáng mình rất ít bạn BM mình nói là mua con này để mình review. Nó không giống như hồi lâu mà con M1 mới ra mấy bạn mua rất là nhiều. Lắng không? Con xe này chống đụng rất là cao các bạn. Thằng nào thích thì các bạn cứ bơm như đầu nữa. Tông chết nó luôn, không có sợ nào hết. Con xe này chạy nó bám rít rất tốt luôn các bạn, nó cứ nhẹ nhẹ, chạy rất là sướng tay luôn. Thời gian mini boost của nó là khá là dài các bạn. Cảm giác như ta mini boost nó như một con xe A vậy á. Hơi lợi tí cho đó. Đặc biệt phần chuyển hướng của nó khá là thích luôn. Dạng này chuyển hướng rất là thích luôn. Phê vãi, chạy này cảm giác nó phê kiểu gì á. Đoạn này các bạn kéo thanh đi chua. Con xe này chạy sướng thiệt đó, xe B mà chạy sướng lắm mà. Bao sướng luôn.
Còn tốc độ của nó cũng cao nè, thời gian mini boost cũng cao nè, chống đụng cũng cao nè, chuyển hướng cũng cao nè, lại có thêm cái tuyệt chiêu nữa. Tuyệt chiêu khi mà cái qua cái hướng thì tốc độ nó giảm rất là thấp, khá là mạnh. Nó giống như con Razor mà lại có thêm tuyệt chiêu nữa. Mà cái con này tham mini boost của nó cao hơn Razor luôn các bạn. Là môn tân sừng à. Xe này chạy phiêu các bạn ơi. Con bá thiên hổ này chạy rất là đã luôn. Lắng thôi, mình không ngại đâu. Thích không? Thích không? Chạy mấy con xe, chạy cái con xe này là các bạn phải nói là không ngại va chạm. Có vậy cho nha. Mình drift cảm giác nó mượt mượt cứ vậy chứ. Xe này chạy sướng lắm các bạn. Đánh giá chung thì con này mạnh hơn con Razor luôn các bạn. Con Razor mà đang được gọi là mạnh nhất ở dòng CB á, thì con này nó mạnh hơn con Razor. Mà không phải mà gọi là mạnh hơn một chút thôi nha, nó mạnh hơn hơi bị nhiều luôn, nhờ cái tuyệt chiêu của nó và cái tham mini boost, cái phần chuyển hướng nó như mình cảm thấy nó mạnh hơn phần chuyển hướng của con Razor nữa. Nếu con CB là ở đang có là không nào so sánh được đâu, con này quá mạnh rồi, mạnh thiệt luôn á. Bạn nào mà hiện đang chạy CB thì muốn sở hữu con này thì mình nghĩ là cũng nên lấy con này chạy đi, rất là ngon. 45.000 60 ngày à, mình nghĩ qua 60 ngày không thì nó sẽ bán trong shop các bạn, chừng đó các bạn mua cũng được. Nó giống như con gì, con leo mảnh á, lúc đầu thì nó bán như thế này, còn rồi qua một thời gian là sẽ bán trong shop thôi, bán mình coupon trong shop á, các bạn là chuyện tuyệt chưa đâu. Ngon thiệt luôn á, chạy đã thiệt luôn. CB có tuyệt chiêu rất là mạnh, thông số cũng khá là cao. Để mình xem cái map này, khu mỏ này, thì nó có mạnh, nó sẽ phát hiện được skill của nó. Thì mấy cái skill của nó thì giống như con Thái Hiền á, khi mấy cái map màu cua nhiều và khả năng chuyển hướng nhiều á, thì nó sẽ rất là mạnh. Mình chạy con xe này sao đứa nào cũng thích lắm mình ta. Thấy xe mới ham sao á. Nhờ không có xi nhê đâu, đừng có tông, không có xi nhê. Chống đụng này cao thiệt luôn á các bạn. Sao có CW vậy ta? Lại CW nữa rồi. Chẳng này mới chạy toàn mấy cái chỗ bị CW hơi bị nhiều luôn á.
Ui, bản đường phố 11 kìa. Nó cứ sao nó ảo ảo vậy ta? Đúng là skill nó vào mấy cái map này nó cứ ảo ảo vậy. Mấy cái map như này thì phải nói là nó ăn đứt nhiều con xa luôn các bạn à. Bạn dây top. Con này giờ chùm rồi, chùm CB à. Một con khá là mạnh mà có lại skill khá là ngon nữa. Phê vãi luôn, chạy con này dễ lái thiệt luôn á. Con này thì mình đánh, nói chung là nhìn chung mình đánh giá tổng thể thì nó giống như con Khải Hiền á, mà mình mà nó lại yếu hơn Khải Hiền một chút về một chút tốc độ, chút xíu tốc độ thôi, và một chút cái thời gian tăng tốc vậy thôi, còn lại rất là khỏe luôn. Xe B là không có con nào có tuổi được, còn xe A thì nếu mà cái map mấy cái map gọi là đường thẳng đó, thì nó sẽ đương nhiên nó sẽ không lại mấy con xe A rồi. Mà mày vào cái map gọi là cua nhiều rồi thì mình nghĩ cái skill của nó phát huy rất là mạnh và khả năng chuyển hướng của nó là khiến cho mấy con xe A là không có tuổi của nó. Ví dụ như cái map này nè, mình nghĩ là mày chạy như mấy con thợ săn hay là đêm đen hay là con màu đỏ tả thì vô map này chạy không phải là không bèn nó đâu. Mà một cái điều nữa là khả năng chống đụng nó rất là cao, rất hiệu quả khi đua ranh nữa. Đây là một con xe khá đánh giá là rất là mạnh luôn á. Ok, thì clip review của con bạo chúa của mình cũng đến đây thôi. Các bạn xem thấy hay thì nhấn like cho mình nha. Còn bạn nào có góp ý gì khác về con xe này thì có thể để lại bình luận bên dưới cho mọi người cùng tham khảo. Ok, tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký cho mình nhé. Cảm ơn.